Dân quân ở thành phố Aleppo được tiếp tế vũ khí. Video đưa lên các trang mạng xã hội trong ngày hôm qua cho thấy dân quân Syria ở thành phố Aleppo đã được tiếp tế vũ khí. Qua hình ảnh, dân quân nhận nhiều thùng chứa vũ khí, bao gồm súng, đạn, đạn súng cối và rocket. Số vũ khí tiếp tế không có súng phòng không và hỏa tiễn chống chiến xa. Phát ngôn viên ông Ali Balo nói rằng việc chống xe tăng, dân quân dùng vũ khí được biến đổi và đã từng dùng trong ngày Chủ nhật khi tấn công căn cứ pháo binh Zahara. Ông Balo cho biết dân quân đang có nhiều xe tăng đã tịch thu được từ quân đội Al-Assad.